nhanh đi nhanh thế nhưng mà sau đó thì em quyết tâm thì gia đình cũng nhất trí và động viên bằng tinh thần thôi, chứ còn thực ra thì Linh là nhà Cao Bằng, gia đình trên Cao Bằng, cho nên là cũng không có cơ hội để xuống động viên trực tiếp em. Có mình ngồi nghĩ không nhỏ có chứ lúc nào cũng tự tin rồi. Đúng rồi.